VT lại xin chào tất cả các chị. Hôm nay Nguyễn Thức VT lại có một cái sản phẩm mới ra đời và giới thiệu cho tất cả các chị một cái sản phẩm đẹp nhất. Sản phẩm này cũng mặc được ba loại quần áo phối đồ rất là tuyệt vời. Thứ nhất là mặc được quần bò, thứ hai là mặc được quần thô, thứ ba là mặc được quần âu. Trong ba sản phẩm này, sản phẩm nào mặc cũng đẹp. Thì Thương Hoài phải nói một câu này, các anh chị đến với Thương Hoài là một nơi có niềm tin, có đảm bảo về chất lượng hàng hóa. Tại sao mà Thương Hoài nói như thế? Bởi vì Thương Hoài nói là này, Thương Hoài là con nhà gia truyền ba đời trong lĩnh vực ngành giày. Đấy, cho nên nó hay hơn ở tất cả các người bán hàng khác. Ở chỗ gì? Là tôi biết nghề. Biết nghề nó không khác gì như kiểu người ta đi là gọi là chuyên sâu và chuyên môn, đúng không? Người ta có đã có chuyên môn chuyên sâu thì bao giờ người ta cũng hơn cái người làm thương mại. Các anh chị công nhận không ạ? Cái điều đó cho nên là Nguyễn Thức lúc nào cũng tự tin với những cái sản phẩm của bên mình bán ra, đảm bảo và bảo vệ tất cả các khách hàng của mình, các khách hàng tiêu dùng, để cho tất cả các anh chị trải nghiệm được những sản phẩm này. Thì các anh chị nhớ một câu nè, bấm vào chỗ đăng ký kênh ở bên dưới video này và cho là bình luận, chia sẻ cho mọi người được sử dụng những sản phẩm tinh túy nhất của bên Thương Hoài. Đấy, anh chị nào mà đã từng dùng rồi thì đừng quên cho một like, một share, một đăng ký kênh, chia sẻ cho cái anh bạn mình hay gia đình nhà mình chưa được dùng, thì người ta dùng những cái sản phẩm tốt này thì Thương Hoài cũng rất là xin cảm ơn. Bởi vì mình muốn làm sao để cho một cái thị trường nó cực kỳ là trong sạch, nó cực kỳ là có những sản phẩm tinh túy nhất để cho tất cả các anh chị được sử dụng tốt hơn. Đấy, quan điểm của tôi làm ít còn hơn làm nhiều. Làm sao lấy cái tâm, cái đức. Đấy, mình phải biết là mình là ai, mình là con người kinh doanh, mình phải biết sửa sai. Cái gì sai các anh chị cứ nói là ông bị sai rồi. Thì chúng tôi cũng là người luôn luôn cảm ơn và luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn sửa sai nếu mà đúng quả thật là chúng tôi sai. Nhưng phải nói một câu, đến với Thức Hoài, Thức Hoài dám khẳng định tròn trịa 100% thì Thức Hoài không dám nói, nhưng đến 99% là chắc chắn một điều là ok, không phải suy nghĩ gì cả nhá. Đối với Thức Hoài, đảm bảo cho tất cả các anh chị một niềm tin chuẩn chỉ luôn. Rồi, mời tất cả các anh chị vào xem video này. Nếu thấy hay, đừng quên cho là bình luận và đăng ký kênh. Nào, đấy, nhìn thấy đã sang chảnh chưa các anh chị? Thứ nhất là sản phẩm nhìn đầu tiên, cách cảnh quan, cảm quan đầu tiên chúng ta nhìn vào nó cũng đã là thấy phê rồi. Nào, cái hộp rất đẹp, đúng không? Cái này chúng ta có thể làm quà tặng cho sinh nhật, cho tất cả các lãnh đạo đều ok. Các anh chị đừng nghĩ là cái quà này nó tặng lãnh đạo mà người ta không thích nhá. Quà này tôi dám khẳng định rằng tặng những lãnh đạo cao cấp vẫn là ok luôn. Đừng nghĩ rằng nó là giày ngoại mới là ok. Tôi dám khẳng định đi rồi nó trả lời các anh chị bằng cái thực tế nhá. Thì đây, tôi sẽ bỏ cái sản phẩm ra. Đấy, nhìn nó có đẹp, nó có phê hay không thì biết. Nào, đúng không? Đấy, nào, sản phẩm ok chưa, đã phê chưa? Đấy, các anh chị nhìn thấy một cái sản phẩm mà nó đẹp, nó long lanh, nó mượt mà như thế này. Đấy, còn cái gì là không đẹp, đúng không? Tôi dám đảm bảo với tất cả các anh chị chưa nhìn thấy thôi, chứ các anh chị đến tay các anh chị nhìn bằng thực tế thì tôi dám khẳng định là nó đẹp. Nó đẹp mà, các anh chị nhìn cái mũi nó đẹp, nó mọng, nó căng, nó vào những cái mũi dày. Đấy, các anh chị nhìn thấy không? Nó nét như thế này, nó đẹp như thế này. Còn cái điều gì để mà trên? Tôi dám khẳng định với tất cả các anh chị, nếu như đã là một cái người làm thợ giày, kể cả tôi dám cứ trên đất nước Việt Nam này, các anh chị, anh thợ giày nào nhìn vào đi thì sẽ biết rằng là những cái sản phẩm nó đẹp như thế này. Đấy, thì sẽ phải kinh ngạc với những cái đường ép của chúng tôi nha. Những cái đường ép của chúng tôi tuyệt vời luôn. Đấy, dáng dấp chúng tôi tạo form, tôi dám khẳng định form này là form chúng tôi quay bằng vi tính, cho nên nó rất là chuẩn chỉ, nó rất là mượt mà, chứ nó không phải là cái form bình thường.
Đấy, nhiều người vẫn còn làm những cái form rất bình thường đấy, cho nên là nó không thể có những cái dáng bay như này. Cái chỗ này là cái chỗ nó chun, đây là như này thôi nhá. Khi mà chúng ta xỏ dày vào nó nâng cúc bìa này lên ấy, thì cái dáng dày nó lại càng có một cái làn cong càng đẹp. Nhưng đây là cái dây chun này nó đã vít xuống, nó đỡ. Khi các anh xỏ vào nó đè cái mu chân và nó nâng cúc bìa này lên, thì cái dày của anh rất là đẹp nhá. Đấy, cho nên là anh chị nào muốn mua sản phẩm này nhớ đừng quên chụp cái sản phẩm màn hình mà mình yêu thích, thí dụ như sản phẩm này chụp luôn và kết bạn Zalo tôi, số lẻ đây bên trên này, gửi cho tôi và tôi sẽ báo giá cho tất cả các anh chị đấy các anh chị nhá. Sản phẩm số lượng có hạn nhá, tôi làm ít thôi nhưng mà tôi làm chất lượng để tôi cho tất cả các anh chị, tôi không làm nhiều xô bồ đâu, cho nên là số lượng có hạn. Các anh chị nhớ một câu này, nếu mua được là chốt sớm hay bị nhỡ sai nhỡ số lắm, vì chúng tôi không làm sản xuất ồ ạt đấy, cho nên là tất cả các anh chị nhá. Đấy, cái sản phẩm này thì tôi lại giới thiệu tiếp là cái sản phẩm này nó là đế cao su. Tại sao mà chúng tôi lại làm cái đế cao su? Cái ưu việt của nó là gì? Cao su nó thứ nhất nó mềm, đi nó không bị phát ra cái tiếng nộp cộp, nó làm cho tất cả những anh bạn thí dụ như là trong các cơ quan cùng phòng với mình lúc nào nghe cái tiếng nó cũng làm cảm giác cho người đối diện mình bất an. Mình đang cứ ngồi làm việc tự dưng có ông đi cộp vào thì làm cho người ta làm việc người ta phải ngẩng đầu lên người ta nhìn xem đó là ai. Nhưng cái sản phẩm này thì tôi dám khẳng định tất nhiên là nó vẫn phải có độ kêu, nhưng độ kêu nó giảm tới 90% độ kêu, nhất là những anh so với anh đế phíp đấy. Cái anh đế cao su này nó hay ở cái đoạn này, chứ còn đã là bước chân thì kiểu gì nó cũng có, nhưng cái tiếng nó phải giảm đến 90%. Còn thằng kia nó kêu cộp, có khi là các anh chị đi đến đầu cổng công ty hay đầu cửa văn phòng đã thấy kêu rồi, đi trên hành lang lan can đã thấy kêu rồi, nhưng riêng thằng này đi trên hành lang lan can ít khi, trừ khi chú ý quá thì mới nghe thấy tiếng kêu. Đấy là một cái ưu việt của nó các anh chị nhé. Đấy, thì hôm nay Nguyễn Thức VT sẽ giới thiệu cho tất cả các anh chị những cái sản phẩm tinh túy này để cho tất cả các anh chị trải nghiệm những sản phẩm. Các anh chị chỉ cần nhìn những cái đế này, cái cao su nó làm nó mượt mà đấy, nó mượt như này, cái mặt cao su nó bóng, nó chắc chắn, trông nó cái dày nó khôn. Người ta bảo là của khôn thì nó bày ra mặt, người khôn nó cũng bày ra mặt các anh chị ạ, nó thể hiện trên khuôn mặt, cho nên cái sản phẩm nó đẹp cũng thế, đúng không? Còn cái dáng của nó nữa, người ta gọi là nhất dáng nhì da, thứ ba đến kỹ thuật. Mà riêng cái sản phẩm là tôi dám khẳng định được cả ba, thứ nhất về dáng, thứ hai về kỹ thuật, thứ ba về chất lượng. Tôi dám khẳng định với tất cả các anh chị, nếu sản phẩm này mà các anh chị dùng đúng theo tiêu chuẩn, chịu khó đánh xi đấy, không để nâu trong ngâm nâu trong nước, đừng để ánh nắng nhiệt độ mặt trời quá cao chiếu vào đấy, thì tôi dám khẳng định với tất cả các anh chị 3 năm sau các anh chị mới phải gặp tôi. Còn nhiều lúc khi có những anh thì cứ thích thay đổi mốt thì là có thể là thay đổi cũng chuyện bình thường, bởi vì tất nhiên cái gì thì nó cũng phải là xuống cấp, đúng không? Trong quá trình cả một cái trọng lượng cơ thể của chúng ta 5-70 cân ấn lên nó thì có mà con run xéo lắm nó cũng phải hoàn, đúng không Phan các anh chị? Cho nên là với cái sản phẩm này thì tôi dám khẳng định là 3 năm được đảm bảo, nếu đúng như là các anh chị đi theo quy trình mà tôi đã từng nói thì tôi dám khẳng định với tất cả các anh chị điều đó. Đấy nhá, thì cái sản phẩm này nó dáng nó đẹp nha. Bây giờ tôi lại rút cái phần bên trong cho tất cả các anh chị xem nào. Đấy. Đấy, khi mà tôi rút ra thì các anh chị nhớ là cái chân của chúng ta là cái chân hay đi dài, phải không nào? Cho nên bao giờ chúng tôi cũng làm cái độ này, nó hơi có cái độ hơi nhún nhún, hơi mềm mềm tí. Để làm gì? Để bảo vệ cái gan bàn chân của chúng ta, đúng không? Cái gan bàn chân của chúng ta nó là lá gan thứ hai của chúng ta, cho nên chúng ta phải trân trọng nó. Tất cả những bàn chân mà đã từng để lạnh quá nó hay cũng hay sinh ra những cái căn bệnh cái gì ạ? Cho nên là chân lạnh tay lạnh nó rất là khổ. Cho nên các anh chị phải nhớ là bảo vệ nó thì là bảo vệ sức khỏe của mình. Đấy. Thứ hai nữa là các anh chị thọc hai đầu ngón tay hoặc một đầu ngón tay vuốt từ trong này ra, vuốt cho tôi xung quanh này. Không có một cái gồ nào có thể làm tạo cho chúng ta đau chân được thì các anh chị
mới nhận nhá. Nào, thọc tay vào, vuốt từ trong ra ngoài, vuốt từ, nhất là những cái mối nối này nè các anh chị này, sờ ở những cái chỗ mối nối này nhá. Đây, sờ đây này, nó không có cái độ gồ, nó không có độ gồ gì thì chúng ta mới ấy nhá, mới nhận nhá, sản phẩm nó phải như thế. Đấy là một cái điều yêu việt đấy. Cho nên là hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các anh chị những sản phẩm này đấy. Anh chị nào mà muốn có được những sản phẩm chất lượng uy tín này thì nhớ đừng quên để lại số điện thoại bên dưới hoặc cho lời bình luận đấy, cho lời bình luận và chụp cái màn hình cái sản phẩm của mình yêu thích, kết bạn Zalo với số đây, số tôi để ngó tay đây, video nào tôi cũng để số ở đây hoặc là ở trên cái màn hình avatar. Cho nên là các anh chị nhớ là một điều đó thì là các anh chị sẽ gửi cho tôi, cần tôi tư vấn bằng trực tiếp bằng hình ảnh video Zalo thì các anh chị kết bạn với tôi sẽ gọi bằng video hình ảnh cho tất cả các anh chị để các anh chị trải nghiệm. Các anh chị nhớ là cứ tạo bằng Zalo đi. Zalo là một cái công nghệ phải nói là bảo mật rất tốt các anh chị ạ, không có sợ gì cả. Đấy, nhiều người thì tôi thấy là cũng ít dùng Zalo. Thời buổi này công nghệ 4.0 rồi, không có sợ gì cả. Chúng ta cứ bảo mật tốt thì không sợ. Đừng có nghe những cái người gọi là người ta giả danh nọ giả danh kia thôi. Chứ còn con người bây giờ kinh doanh thì những cái người không có phải sợ về cái việc người ta lừa đảo mình cả. Mà mình đã là con người chuẩn chỉ thì mình không có sợ. Hàng thì mua đi, thì mình mua thì mình cứ mang đến tận nhà, đúng không? Đúng người ý thì mình nhận, đúng không? Không có sợ gì cả. Nhiều người cứ bảo sợ thế nọ, sợ thế kia, không có sợ. Tôi nói thật sự sản phẩm là tôi đến cho mang đến tận nhà các anh chị nhá. Các anh chị cứ kiểm tra đi, kiểm tra đúng ưng ý, lấy tắt thử đi, đi trong nhà với điều kiện là chúng ta đi đừng để nó sát sát ra là được. Đấy, ưng ý thì các anh chị nhận, thì các anh chị đã nhận thì các anh chị thanh toán tiền cho, không có gì phải sợ, không có gì phải cả nẻ. Mình mất tiền mà, các anh chị mất tiền mà, các anh chị có quyền, không phải sợ, thoải mái đi. Đấy, tôi cũng thế, tôi bán hàng rất là thoải mái. Các anh chị ưng ý thì các anh chị nhận cho tôi và thanh toán cho tôi, thế thôi. Thuận mua vừa bán, không có gì mà phải sợ bỏ lừa đảo chất nọ chất kia. Còn tôi dám nào nói thật với các anh chị, tôi làm không tốt thì tôi không làm được 30 năm trong năm nay rồi nhá. Tôi đã là có tuổi đời là 52 tuổi và tôi làm nghề giày đã được 30 năm rồi nhá các anh chị nhá. Cho nên là các anh chị cứ yên tâm đi, đến với Thức Hoài là một nơi có thể là niềm tin cho tất cả các anh chị có những cái sản phẩm uy tín nhất, chất lượng nhất và độ bền cao nhất. Đấy, thì hôm nay Nguyễn Thức nói như thế thì các anh chị nhớ đừng quên follow kênh và thả tim chia sẻ cho mọi người và chụp sản phẩm mình yêu thích nhất gửi cho tôi để tôi sẽ bán cho. Nhất là những anh nào đã từng dùng rồi nhớ cho tôi một lời bình luận để cho người tiếp theo người ta biết nhá. Rồi xin chào và chúc tất cả các anh chị em một ngày làm việc thật là vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc, luôn luôn trẻ, đẹp, phong độ.